Hòa miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Và buổi chiều hôm nay em có mặt tại dòng sông quay những chiếc xà lan chở cát và những chiếc xà lan chở những thùng hàng cũng tới nơi cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Và buổi chiều hôm nay á, em mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới được an lành và buộc làm việc thành công trong cuộc sống nha. Và đây là những chiếc xà lan xanh, rất là nhiều mẫu xà lan xanh này chạy trên chợ gạo luôn á. Wow, chiếc này chạy đối diện rất lẹ luôn các bạn. Dưới là chiếc kia. Và chiếc xà lan này mạng nó 2,8 chạy một động cơ các bạn, chạy rất lẹ luôn. Của An Giang. Xà lan này chạy rất là nhiều, xà lan chạy luôn bốc kèn quá cỡ luôn các bạn. À, chiếc xà lan này chở hàng khô chạy sấy nước luôn, chạy song song chiếc tàu dầu luôn. Chạy vừa có chiếc tàu dầu luôn các bạn. Và chiếc xà lan này mặn nước 3 m của An Giang. Ôi, chạy qua vượt qua chiếc tàu dầu của Đồng Tháp luôn. Rồi xa xa có một chiếc xà lan chở cát khô nữa các bạn. Và đây có một chiếc xà lan chở hàng khô đó. Chạy dập nước rất là nhiều luôn. Và chiếc xà lan này mạng nước 3,2 m nha, của An Giang luôn. Và đây có một chiếc xà lan đá chạy đối diện với xà lan cát các bạn. Xà lan đá này của Trà Vinh nha. Xà lan này mạng nước 3 m đó các bạn. Xà lan cát này là của Long An, đang chạy về hướng Long An luôn các bạn. Trên kênh chợ gạo vào buổi chiều hôm nay nước lớn cho nên nhiều xà lan chạy đến kênh chợ gạo đó. Những khi nước cạn thì
khó, ít có xà lan chạy lắm, chỉ đánh giao nhau dễ là khi nước lớn á, những xà lan chạy đi chở hàng về tỉnh miền Tây rất là nhiều, khi nước cạn thì ít thôi các bạn, ít xà lan ít có chạy lắm. Trên gạo này nhỏ hẹp nhưng mà cũng là biết mặt đường lưu thông tránh của những xà lan chở hàng qua lại luôn á. Xa xa có một chiếc xà lan của Hoàng Sơn màu đỏ rất đẹp luôn các bạn. Và chiếc xà lan này rất là đẹp luôn, mang nước 3m4 các bạn, đang vượt cầu dây chợ gạo về sông Tiền. Xà lan này của Ninh Bình nè các bạn. Chiều dài rất là dài luôn đó các bạn. Và chiếc xà lan là đóng 2019. Xà lan rất là lớn nhưng mà sử dụng có một động cơ thôi các bạn. Cái bên ngoài sau cũng rất là rộng mà. Và chiếc xà lan này chở xi măng tươi lên các bạn. Và đối diện là chiếc xà lan mặn nước 3m nha, chở cát. À, chiếc xà lan hầm này viền vàng rất đẹp nè các bạn, của Cần Thơ. Đây là có chiếc ghe nè các bạn, đựng rất là nhiều thùng luôn á.
xà lan này có mấy bánh xe động màu trắng đen rất đẹp luôn các bạn. Chở hàng thô, mực nước 3m3 nha, vừa tới Hương Lương luôn. Xà lan này của An Giang các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container nhỏ các bạn, chiều ngang 3 thùng và chiều dài 5 thùng nhỏ, vừa vượt cầu dây chở gạo nè, rất đẹp luôn, những thùng xanh đỏ. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hoành Miền Tây. Em xin chào, tạm biệt và hẹn lại những video tiếp theo.